Xin chào mọi người, tiếp tục chuỗi video về tiếp ứng trích. Chiều nay mình xin cho mọi người cách xuất backlit với các chi tiết của frame design. Ở video trước thì mình hướng dẫn mọi người cách lược bỏ các chi tiết tham chiếu như ví dụ file này. Đó, nó sẽ không ảnh hưởng khối lượng nữa. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xuất cái file này trong backlit làm sao cho nó đúng theo đúng ý của mọi người. Mình thấy có rất nhiều người hỏi là xuất những cái file này theo chiều dài và theo số lượng. Nếu mà bình thường các bạn xuất á, đây, nếu các bạn xuất thông thường nha, thì nó sẽ như thế nào? Xuất thông thường. Đây nha, đây là file của công ty mình luôn. Mình cứ để vào đi. Cho tỷ lệ 1:10. Rồi. Ok, và mình lấy backlit ra này. Đấy, nếu mà một file backlit bình thường thì cơ bản nó sẽ như thế này. Thông số thì nó sẽ chắc là sẽ như thế này nha các bạn. Đó, nhưng mà nhiều người họ lại không muốn xuất như thế này, mà họ lại muốn tách biệt ra. Họ muốn tách biệt ra đó là biết được bao nhiêu cây. Ví dụ như mình nhìn vào chiều dài đây này, và đây là một cây ngắn là 300, nhìn vào tổng chiều dài này thì sẽ biết nó có 2 cây. Nhưng mà làm như vậy thì nhiều người họ cũng không rõ, và họ muốn là hiển thị số lượng của cây cơ. Thì để mà hiển thị số lượng của cây ấy, thì các bạn sẽ chuyển cái chỗ này, này số lượng này thành cái gì. Đây, mình sẽ thay đổi cái biến này ha. Mặc định của nó sẽ như thế này này. Đây, cái biến số lượng QT này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển ha. Mình sẽ chuyển nó sang một cái biến khác. Item. Đấy, các bạn đổi nó thành cái biến này. Các bạn cho nó đi lên. Đây, mình cho nó đi lên đây đi. Thì các bạn sẽ thấy được cái biến số lượng của nó. Rồi, khi mình đổi thế này này, thì cái bảng này nó sẽ chưa được cập nhật nha. Các bạn muốn nó cập nhật thì các bạn chọn vào đây. Chọn lại. Cho là cái đó thôi. Thì các bạn sẽ thấy ngay cái phần này. Đó, số lượng. Đó, các bạn biết được ngay là ở đây nó có 2 cây, 8 cây. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ không? Và đây là số thứ tự này. Cái, những cái phần này ấy, thì các bạn có thể đánh số này ha. Thì mình đánh tương đối thôi. Đánh tương đối cho nó có nó được đã ha. Đây. Ok. Đấy, các bạn nhìn vào ha. Số nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đấy. Các bạn kéo ra là các bạn thấy này. Rồi, đây là mình thì mình đánh tương đối. Rồi, đấy là một cái file các bạn có thể custom như thế này và hiển thị số lượng cho từng cây. Ngoài ra thì đây là mình cái file của mình có set sẵn rồi nhá. Cái template mình set sẵn rồi thì mình chuyển cái template cho bạn có. Thông thường thì mình sẽ set cái template nó như thế này. Đấy, mình chọn nó vào tiêu chuẩn luôn là xong. Xuất ra, thứ nhất là loại cái cây như thế này thôi, và chiều dài của nó bao nhiêu và số lượng và vật liệu. Đó, thông thường thì mình sẽ xét như vậy. Còn điều gì nữa không nhỉ? À, mình nghĩ là còn một cái. Đó là với những cái file mà các bạn để ý. Ở đây thì mình đang sử dụng cái file frame của tiêu chuẩn. Còn những file mà các bạn custom á, cái custom là cái file mà trong cái buổi webinar lần trước mình hướng dẫn các bạn làm á, là như thế này. Thì nếu mà các bạn chọn những cái file custom này ra thì trong DOM nó sẽ không hiểu. Đây, trong bom nó sẽ không hiểu chính xác cho các bạn đâu. Ví dụ như mình ẩn cái này đi ha. Mình ẩn cái này đi. Đây. Mình hiện này lại. Rồi, ok. Giả sử mình như này ha. Và mình insert cho các bạn vài cái đi. Insert vài cái mà mình custom đi. Rồi, ok, nó sẽ có những cái biến này. Sẽ có những cái này ha. Mình cứ lấy đại đi. Này thì mình lấy đại thôi nha các bạn. Đừng có quan trọng cái phần này không. Rồi, ok, mình có một vài thanh như này. Đấy. Ok, đấy là mấy thanh mình vừa mới tạo cho nó như thế này. Đây. Thì trong bom các bạn coi thử này, nó sẽ là như thế nào. Trong bom của nó chỉ có là một cây thôi. Tại vì sao? Tại vì các bảng number của mình đang set nó không có cái biến chiều dài, nó không ảnh hưởng cái biến chiều dài, vì thế tất cả các biến này nó đều giống nhau. Vì thế ở cái buổi webinar trước mình không có nói tới, nhưng mà bạn nào tham gia khóa học thì mình sẽ hướng dẫn làm cho kỹ hơn ha. Đó là để mà chỉnh cái phần này, đây, để mà chỉnh cái vấn đề này này, thì các bạn phải vào trong đây và set up lại cái phần bảng number. Phần bảng number ha. Đây, bảng number này đang cố định này các bạn. Bảng number này cố định thì tất cả mà những cái file này nó sẽ nhảy ra đều là cố định thôi, nhưng thực chất nó đang khác nhau.
Đây, thực chất là khác nhau này. Nó có hai cây này 500 này. Đó. Thì để tùy chỉnh các bạn tham gia khóa học ha, mình sẽ dẫn cho kỹ hơn. Còn tuần này thì chắc là mình sẽ tạm thời bỏ qua. Đây, thôi bỏ qua đi. Ok, mình sẽ delete này. Rồi mình sẽ hiện lại này. Đấy. Thì phần này nó sẽ là như thế này thôi. Nói chung là mình đã hướng dẫn các bạn cách là xuất bạc clip ra theo số lượng, chiều dài. Đó, đúng ý của các bạn khi các bạn đặt câu hỏi trong buổi webinar.